Alo. Vâng, chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Ngày hôm nay thì một cái đấu hai giao hữu sẽ được diễn ra giữa hai game thủ của Game TV là game thủ No1 và game thủ Chipboy sẽ thi đấu với game thủ Gunny và Tom. Ngày hôm qua thì No1 cũng đã thi đấu và Gunny cũng đã thi đấu. Còn Tom và Chipboy là hai game thủ mới tinh ngày hôm nay. Hôm qua là ngày thi đấu không thành công cho lắm của game thủ Gunny, khi mà anh cặp với game thủ bên lớp đã bị game thủ No1 và game thủ Chipboy cho ăn một cơn số hành. Ngày hôm nay có vẻ Gunny là rất quyết tâm. Ở đây là trận thi đấu đầu tiên. Màn hình máy của game thủ Chipboy được cầm Persian, còn màn hình máy của game thủ No1 là người cầm Minoan. Ôi, giá như bài này mà Persian thì đẹp quá, đổi cho Persian cho Minoan thì đẹp quá. Một bài có tới hai đàn hiêu to và một con voi. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy thủ Chipboy trước. Một bài Persian của thủ Chipboy, một đàn hiêu là hơi khó chịu. Quá sát với cánh rừng, phía ngoài vẫn còn thêm một đàn hiêu nữa, nhưng dường như hai đàn hiêu này đều là những đàn hiêu nhỏ, không phải những đàn hiêu quá to như game thủ No1 đã dò ra. Với trận thi đấu đầu tiên cho nên việc cắm cờ có vẻ là chưa được dẻo cho lắm, đang còn những gượng gạo nhất định. Như vậy là bắt buộc phải thiết kế một chiếc BS có thể gọi là nhân 1,5 thôi. Phía trong những con hiêu quá gần với chiếc BS mà không đẩy ra được phía ngoài, tuy rằng chiếc BS được thiết kế là đẹp. Rồi, tạm thời là như vậy thôi. Ba hiêu sẽ được ăn trước và sau đó thì chặt những cây gỗ và ăn những con hiêu phía trong. Thêm một bãi quả phía trên nữa, nhưng có vẻ là cũng không được thích thú gì cho lắm đâu. Liệu có khung được cái hốc từ chiếc BG vào đến cánh rừng già hay không? Thêm voi, nhưng là hơi xa. Màn hình máy của đối thủ No1 xem tình hình như thế nào. Như vậy là No1 là người gần Tom ở trong trận thi đấu này. Một bài mà No1 đang đi phá hoại. Một bãi hiêu của Tom. Trên này còn một bãi quả nữa. No1 sẽ đóng G ở đây luôn. Khi đủ gỗ sẽ đóng luôn. Một pha trả thực vẫn đang còn thừa, nông dân đang ôm thực. Chúng ta hãy cùng xem. Ở vị trí này là một vựa thực. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai là người sẽ ăn nhiều hơn. No1 không đóng ép ăn bầy hiêu này, một quyết định đá về thôi. 24/24. Vậy như vậy là thêm một BE nữa. Một BE hơi muộn. Đâu đó ở trong đầu đang có ý định vâng chung và tranh. Đang đá ra không được, anh này đi đá về cho game thủ Tom. Chúng ta hãy cùng xem, chờ xem bài này. Rồi, như vậy là đóng G rồi. Nhả dân 25 nông dân và kích đẩy ở cuối 7. Thế thôi, đến màn hình máy của game thủ Chipboy xem. Đấy rồi, 24 nông dân đến từ game thủ Chipboy. Rồi, tạm thời như vậy là ổn. Chặt hết cái gỗ này cho nông dân vào phía trong. Chỉnh nông dân gỗ một chút cho vâng lượng gỗ dồn lên nhanh nhất. Hay người ta còn gọi là mắc binh. Không ổn cho lắm mà con hiêu vừa rồi nhảy ra là hơi xa. Chúng ta hãy cùng xem một bài bao nhiêu, 10 bao nhiêu. Có lẽ phải sang đến 11x. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện BL và rồi tạm thời chiếc BM như vậy là ổn. Sau đó thì chỉnh lại sau. Lát nữa cắt thêm nông dân ăn vàng chuẩn rồi. Như vậy là phải sang 10, 18 mới có thể kích được bài Per 24 nông dân này. Lực cũng không khỏe cho lắm, mặc dù đây là một bài vâng vẫn đang còn đồ ăn ở phía dưới. Đến màn hình máy game thủ No1 xem tình hình thế nào. Như vậy No1 bị Tom chọc rồi. Chúng ta cùng xem Tom là người cầm quân gì. Hai người vẫn đang ăn chung trong hòa bình, nhưng con ngựa giò thì không suy nghĩ điều đó. Vậy e không, không kịp rồi. Đóng A đến từ game thủ No1 và đóng M. Không thể phải e là con giò này, quá khó chịu đến từ Tom. Con ngựa giò là rất gần với nông dân, vì vậy Tom rất dễ điều khiển con ngựa giò này. Bây giờ thì mới có thể kích đời được bài này dành cho game thủ No1. Hơi muộn màng. Không, như vậy là muốn hy sinh nhưng Tom vẫn không cho. Hơi cay cú trong tình huống này rồi. Rồi, oảng rồi. Không kịp chốt e trong tình huống này. Rồi, chốt được rồi. Nhưng con ngựa giò thì vẫn lọt. Quá khó chịu với Tom trong tình huống con giò này. Quá khó chịu. Rồi như vậy là tạm thời chốt được thế thôi. Màn hình máy có thủ Chipboy thôi. Chipboy đang chọc vào nhà Tom rồi, như vậy là Tom bị chọc. Một L, như vậy là Chipboy chỉ một L thôi, không hơn. Con người giò dường như cũng chưa đầy đủ công giáp thì phải. Bây giờ thì tăng L2, có đóng P hay không? Pơ cũng là pơ của game thủ, vâng cũng là pơ của game thủ Tom hay sao, chúng ta cùng chờ xem có phải hay không. Bây giờ thì lạc đà bắt đầu chảy. Bên kia thì Gunny cầm quân gì vẫn chưa rõ, nhưng No 1 đang là người cầm Minoan đánh cung nhưng rất yếu, cực kỳ yếu. Có lẽ cũng là pơ. Pơ hoặc Babylon gì đó. Có lạc đà giữ dân trong tình huống này kịp không? Rồi kịp rồi. Tạm thời là như vậy thôi. Phía dưới còn nông dân đang ăn đàn hiêu nhưng có vẻ là đàn hiêu cũng sắp hết. Đây rồi, Gunny rồi. Mark hay là cái gì đây? Mark, Kata hay là Pan, chúng ta cùng xem. Và cái kiểu nhà này thì có 4 loại quân: Mark, Kata, Pan và Roman. Chưa có bánh xe ở thời điểm này, vẫn chưa khẳng định được điều gì. Có bánh xe thì là Kata, Mark, Pan. Còn Pơ là không có bánh xe, như vậy là Pơ, vâng Pơ. Chính xác là một Pơ và một Mark. Đây rồi, No1 vừa công phủ. Vâng, No1 công phủ thì phải. Bây giờ thì lên hai áo dành, xin lỗi bạn, đã Tom là người công phủ. Còn No1 bắt đầu lên hai áo, nhưng đồ là không có nhiều, bị công phủ hơi cay. Đang rất khó khăn giành được đối thủ No1 trong tình huống này. No1 vừa bị công phủ mà lại còn vừa bị chém e. Quá nhiều phù ở phía ngoài của Tom. Tom đang cực kỳ khó chịu. Nông dân đang tụt xuống theo thời gian, bắt buộc phải sửa và đập. Hơi đau, một tình huống hơi đau. Nhận được thêm 200 vàng nữa đến từ game thủ Chipboy. Nhưng bây giờ đang rơi vào thế 2 vs 1 rồi. Chipboy thì vẫn, Persian vẫn được mặc sức phát triển thì phải. Vừa có một cái móng của ai đó, không ổn rồi. Vẫn là 24 đến từ game thủ Chipboy, nhưng đây không phải là một bài khỏe dành cho Chipboy, chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Còn Gunny và game thủ Tom thì đang rất khỏe. Gunny đã có Y rồi, vài khó khăn. Và Tom cũng bắt đầu chuyển hai áo của, vâng chuyển hai áo của Persian rồi. Rất đông phù đến từ Tom. Nhưng đây là những con phù hết mana, quá đau đớn cho Tom pha vừa rồi, quá đau đớn. Cực kỳ đau đớn cho Tom pha vừa rồi. Nhưng bây giờ ở trong vẫn đang còn một phù, hơi đáng tiếc là game thủ No1 không xử lý được con phù này. Phía trong là cực kỳ nhiều dân dành cho game thủ Tom, rất nhiều dân đi qua một cái khe và vào thì ăn không biết bao nhiêu dân mà kể. Nhưng Chipboy có vừa có một pha tụt tham có thể nói là, vâng có một pha tụt tham có thể nói là siêu thảm hại. Giờ tham tụt xuống còn 6, nông dân vàng phía trong có lẽ cũng đã hết. Gunny là người to nhất bản đồ thời điểm này. Mark là người to nhất bản đồ, cực kỳ căng. Nhưng mà thằng này cũng chỉ là 27 thôi, tuy rằng là hai áo nhưng số lượng chưa đông và nông dân không còn nhiều. Còn Gunny bây giờ thì quá khỏe. Hơi căng bài này rồi. Những con cung A đã có một tầm xa. Những chiếc ruộng các bạn có thể thấy là về những chiếc ruộng của game thủ No1, không theo một khoảng cách, không theo một quy củ nào. Nhưng cứ có ruộng và có thực ở thời điểm này đã là quá tốt rồi, không ổn rồi. Khó rồi. Hai pha về E là rất nhanh. Nhưng ở thời điểm này có lẽ là đây mới là trận đấu đầu tiên, vì vậy chưa được chuẩn xác cho lắm. Gunny bây giờ đã tủ được khá Y và nông dân vẫn đang còn rất nhiều. Chipboy chưa kin được nhiều nông dân của game thủ Gunny. No1 thì vẫn chưa có bánh xe. Thằng này cũng chỉ là 27 ở thời điểm này thôi. Có những con phù đến từ game thủ Tom, cộng những con Y chiêng đồng 3 đến từ game thủ Gunny. Chipboy bây giờ đã phế hẳn rồi. Đây hãy cùng xem màn hình máy game thủ Chipboy xem. Như vậy là tàn thôi, tàn thì chưa phế. Tham, như vậy là tham bây giờ bị đè khoảng 64. Chipboy bất tham quá đau và quá sâu. $30 đến từ Minoan của đối thủ No1. Thêm những chiếc bè mới để tạm thời khung cái hốc này vào, nhưng cũng không dám đẩy quân. Đơn giản bởi vì đẩy bây giờ là cái thủ Gunny có thể lao vào bất kể một lúc nào, bất kỳ một lúc nào. Cái hốc ở góc giữa cánh rừng vừa rồi trước sau thì cũng sẽ lộ rồi, nên có phương án gì đó. Vâng, một là bo chặt ở mặt phía bên kia, hai là phải có những phương án vâng đóng BC ở phía ngoài, tránh bị chém ruộng và lao thẳng vào đây. Các bạn có thể thấy là cái hốc quá nhạy cảm, chỉ một chiếc BE thôi, lao vào có thể làm thay đổi mọi chuyện. Đừng mất con lạc đà này, đừng. Rồi, như vậy là không mất con lạc đà rồi. Ổn dành cho game thủ Chipboy. Bây giờ thì Gunny lên một tên to, chui vào phía trong, nhưng nếu cần thiết Tom sẽ đen BS đi cho Gunny chui vào. Đầu một timeline bắt đầu tăng dần theo thời gian, 35/76 là timeline lúc này. Tạm thời lên một cái giáp, nhưng Gunny đang nở ra quá nhanh và quá to. Còn Chipboy bây giờ đã hết khả năng hồi rồi. Timeline còn 2 dành cho game thủ Chipboy. Ra cùng trông chờ một tên ốp quân đến từ game thủ Gunny. Nếu No1 đỡ được thì đánh tiếp, mà không đỡ được thì là cực kỳ khó khăn. Phía trong đất là quá khó vẽ ruộng. Không ổn rồi, lùi về tới này, không biết có kịp hay không. Cung A là tầm xa 7/3, có tới hay không? Như vậy là Tom cũng không dại gì mà lao vào. Bây giờ Tom chỉ việc giữ quân thôi. No1 đang bắn những nhà điều kiện, bắn những nhà quân của thủ Tom, nhưng không biết là có kịp hay không. Tom vẫn xong được dần. À xin lỗi bạn, No1 vẫn xong được dần và ra được cung A. Nhưng bây giờ Gunny là người vâng rất to. Lên cái ra 4 và sau đó thì hơi khó bài này một chém đảo một cung. Đấy chưa kể là KMC rất rẻ. Gunny có lẽ là nếu cần thiết cũng chuyển A được. Đấy chưa kể cái bài hỗn tạp đến từ Max C, chơi K, chơi Y và chơi cung A hay áo nữa. No1 đang muốn lọt vào đây vào một tên, nhưng đây là một tên mà game thủ No1 rất có thể sẽ bị dính bẫy, rất có thể, xin lỗi bạn Tom, rất có thể dính bẫy. Vậy em à, rất nhanh. Các bạn có thể thấy là Tom nhận thấy mùi chết chóc và sau đó thì đen BG và chạy ngay, nhưng cũng là hơi muộn dành cho Tom. Những pha về e của No1 là khá nhanh. Bây giờ No1 tham lai đã lên 45, nhưng Gunny ở thời điểm này có lẽ là tầm khoảng 70 căng cỏ. Bây giờ thì đã giáp 4 rồi, chưa phải là tầm xa 2 nhưng đã giáp 4 rồi. Chipboy thì một con lạc đà vẫn đang tung tăng quẩy quanh những cơ sở của thủ No1 thôi. Boy một dãy BE tạm thời kín bằng những chiếc BE, sau đó thì mới tính tiếp. No1 vẫn đang ôm gối đều 2-3 chiếc ruộng gì đó nữa. Đấy là lên timeline 51/84 rồi. Tham cung A nở ra là rất nhanh, vừa đẩy qua chiếc BG game thủ Tom. Cung A đẩy đã bị phát hiện đường đi quân. Gunny bây giờ đang ở đâu? Đây rồi, Gunny đây rồi. Rất đông những con chém. Và bây giờ bị phù bởi game thủ Tom nữa. Khó chịu. 52/92 là timeline lúc này của game thủ No1. Vẫn đang cố gắng đi chậm mà chắc. Như vậy lại kẹp K rồi. Kẹp K đến từ game thủ Gunny trong tên này. Không bắn con K này là cực kỳ nguy hiểm. Thôi sao, xác định không bắn được con K xem như... Vâng, như vậy là bắn được con K rồi. Đi sát vào mép rừng trong tên này, nhưng cũng là một tên khó. Đen BE và ra cả quân cả dân luôn. Những con cung A bắn chùa, đấy là chưa kể những con Y chiêng đồng 3. Những con chém lao vào chém hỗ trợ. Hơi đau dành cho thủ No1 trong tên này. Biết rằng tích quân càng lâu thì sẽ càng đông, nhưng một pha tích quân mà game thủ Gunny cũng lên một tên. Bây giờ thì xin lỗi bạn Tom, có cả những con cung A áo hù được. Rất khó khăn dành thủ No1, tham lai tụt xuống còn 31. Chipboy bây giờ có lẽ là vẫn như vậy thôi. Ôi thôi. Chipboy sắp thắt tham rồi. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ No1, tham lai 34 đến từ game thủ No1 trong tên này. Một tên tụt mất 20 đơn vị tham. Rất đau, các bạn thấy là những con phù quá khó chịu đến từ game thủ Tom. Tom chưa phế hẳn. Tom đóng cái gì vào đây đây? Chúng ta cùng xem Tom đóng cái gì. Timeline 38 đến từ game thủ No1 trong tên này, nhưng cũng là một tên khó. Gunny đang quá chắc nhà. Có lẽ lực của game thủ Gunny nếu bật 4 nếu thấy cần thiết. Sóc, vâng các bạn, chúng ta cùng xem có là sóc dân ra nữa hay không. Nếu sóc dân thì khó sóc quân, mà nếu sóc quân thì vâng dân không ra được thì cũng chết. Quá khó khăn. Bắn chết con phù đi, sau đó mới tính tiếp. Giáp 4 không ngại con lạc đà, con ngựa giỏ, chuẩn rồi. 2 chiếc ruộng nữa. Phân bối nông dân là rất hợp lý, nhưng quan trọng quân đang ra là hơi muộn, ra là hơi chậm, chính xác là chậm chứ không phải là muộn. Do phải sóng dân, nếu không sóng dân thì không có lực mà sóc quân. Mà sóng dân chính ra thì cũng khó. Nói chung bài này đánh kiểu gì thì cũng khó. Nhưng chúng ta hãy cùng xem những thời điểm tới game thủ No1 sẽ quyết định làm gì ở bài này. 49, tham gia lại tăng lên 5 xịch. Tom vẫn sóc một dân, còn Chipboy thì là đã phế hẳn rồi. Và Gunny quá to, Gunny quá to. Gunny bây giờ tham lai chắc tầm khoảng 9 xịch gì đó rồi. Phía trong giữa nhà thủ Gunny và thủ Tom đó là khoảng trời mênh mông dành cho thủ Gunny, muốn làm gì thì làm. Bây giờ có lẽ là cấp thiết nhất là phải lên tầm xa 2. Lên được tầm xa 2 thì lúc đó mới tính chuyện tiếp được. Đấu cung A với nhau và chưa kể đến việc những con Y. Và những con Y là... Ôi thôi, quá đông những con K. Như vậy tỷ số là 1-0 ở trong trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Mày